dạng xe, dạng thú và cuối cùng là dạng robot. Muốn cái ba dạng thì đây chính là con robot dành cho bạn. Mẫu này thì nó sẽ gồm hai phần, đầu tiên là Chidenic, thứ hai là Buster Vehicle CB01, được mô phỏng thêm một chiếc xe đua. Để có thể chuyển dạng nó thì các bạn phải chuyển dạng Chidenic thành cái đầu con báo và chuyển dạng cái xe thành thân. Lúc này nó sẽ gọi là Buster Animal Mode. Ở dạng Animal này thì mình thấy con báo này nó cũng tương đối đẹp đấy các bạn. Qua dạng thứ ba là Go Buster Ace thì màu sắc của nó được phối khá là đẹp, màu đỏ đi xen kẽ với tông màu đen là những điều mình khá là yêu thích. Màu sắc là thế, tuy nhiên ngoại hình của em nó thì chê nha. Phần thân trên được thiết kế khá là ổn, tuy nhiên ở dưới phần chân thì nhìn nó khá là dày các bạn à, rất là thô kệch luôn đấy. Phải chi được xử lý tốt hơn thì con robot này sẽ rất là tuyệt vời.